Hi, xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Vào ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở trên phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và cùng mình xem là mình sẽ phỏng vấn hai chai nước hoa Liabo Santo 33 và chai Baccarat 540 của nhà MFK, xem là mùi hương này dành cho các bạn nữ thì mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Mình đến kênh YouTube Kiên Vegan và đang có hai cái mùi hương này khá là hot cho các bạn nữ vào mùa xuân, thì mình muốn các bạn gửi xem mình đã xịt ra giấy xem là các bạn thích mùi hương nào hơn. Mình đã xịt ra giấy, các bạn cầm giấy mình xịt ở giữa giấy, các bạn đổi với nhau xem là các bạn thích mùi hương nào hơn. Xem mùi nào phù hợp với nữ hơn trong mùi này. Mùi ấm hơn, mùi nó cảm giác như nó ấm hơn. Mùi này cảm giác ấm hơn đấy hả? Vâng. Thế các bạn này? Này thì nó quyến rũ hơn. Nó ngọt, ngọt ngào hơn đấy hả? Đem mùi ấm, ấm ngọt đấy. Ấm ngọt. Ở đây, đây là chai mà bạn thích, Liabo Santo 33, chai khá là hot. 540. Chắc là mọi người sẽ biết tiền nhiều hơn đúng không? Các bạn chưa xịt thì các bạn có thể xịt thử nếu các bạn thích. Không, đây là mình nói thật đấy. Mình xịt rồi thì mình các bạn nhá. Okay. Mình đến được kênh YouTube Kiên Vegan và đây là hai mùi khá là hot cho các bạn nữ vào mùa đông. Thì mình đã xịt ra giấy rồi và mình muốn hai bạn gửi xem các bạn thích mùi nào hơn. Mùi này đấy là mùi em đang dùng. Santo 33 hả? Đấy, ngửi thử mùi này đi. Biết đâu lại đổi được cái mùi khác. Cái này thơm này, cái này nhẹ, kiểu nhẹ ngọt ngọt, đúng không? Nữ tính hơn một chút, nhưng mà em thấy mùi này nó cũng ok. Kiểu em cá, dùng mùi này luôn. Cá tính đúng không? Đúng kiểu cá tính, nhìn phát biết ngay. Em thích cái mùi này hơn. Em thích mùi này hơn hả? Nó ngọt. Cô gái này thì dùng Santo 33, đây là Baccarat 540. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhá, chỉ thế thôi. Idea about it. And you can exchange to each other. So which perfume you prefer? This one. This one? Same, yeah. You like this one? Yeah, same. So this your perfume, your Thai perfume you like, is the Central 33. So can you tell me the reason why you prefer it? I feel like more fruit. Yeah, more fruit, a little bit more sugar. And more fruit, like, and more sugar? More for, when it's hot. So this perfume is better when it's hot, I think. Yeah. Can you feel the oud smell inside this perfume? You smell it again? The wood smell. Wood. Bois. Yeah, it would do. A bit, yeah? Yeah, I think yeah as well. Yeah, so both of you prefer this one. Okay, thank you so much. No problem, thank yeah, you. Yeah, thank you so much. Đấy, hỏi mọi người. Bạn cứ ngửi đi, ngửi. Ngửi, mình xin vào giấy rồi, mình muốn bạn thử. Được. Này là Bobo không? Đúng rồi, Lê Ba Lô. Em biết Lê La Bô. Bạn vào thử người, hai bạn đổi cho nhau đi. Mình xin thôi, bạn ngửi luôn đi. Em sẽ cho người. Đấy, hai bạn, được rồi. Đi, hai bạn không sẽ cho ngủ luôn đi. Ngủ ra đây đi. Sáng đi làm. Trời, biết được. Đâu, bạn thích xin vào đâu. Khúc nào mà tục tiểu quá cắt ra nha. Chảo thịt tục tiểu. Thơm quá vậy. Thơm luôn anh. Mùi này thơm quá nè. Bạn thích mùi gì? Cái này thơm quá. Bạn thích mùi nào hơn? Em thích mùi là thơm, mùi này thơm quá. Các bạn đã ngửi mùi này chưa? Chưa, hơn nhiều quá một phần. Em hỏi thử buổi sơ. Mùi này hơn lắm luôn á. Đây mùi này đây, mùi này đây. Chai này nhiêu anh? Không, mình không bán, mình chỉ xin bạn review thôi, có nghĩa là cảm nhận của bạn. Không có em trời. Số mùi này giống mùi gỗ quá. À đúng rồi, nó là mùi gỗ mà. Nó là mùi gỗ mà. Sơn xin mùi này ở đây nè, cho bạn thử. Mùi này mùi đỏ. Hôm qua với hôm nay 2 ngày luôn rồi, là có YouTuber 2 ngày nữa rồi đó. Nói chuyện đây, tới đây. Dạ. Cho em hỏi mùi mới mùi này. Đây, mùi mới, mình vừa mới xin xong. Nè mùi. Mùa này bê đê quá. Đấy, theo bây giờ theo hai bạn là nếu mà con gái ấy, mà mùa đông thì mình sẽ mùi nào sẽ được hơn, tốt hơn. Em nghĩ hợp hơn. Em nghĩ mùi này ok này, nhưng mà mùa này là con trai xài được luôn nè. Đúng rồi. Bởi vì nó là unisex mà. Dạ, mùa này con trai xài được luôn. Còn con gái thì là mùa đông thì bạn khuyên là nên dùng cái này hơn đúng không? Thế còn bạn thì sao? Rất là thơm, muốn nói chung là mùa này rất là này, mùa này đang nam nữ đều xài rất là đúng rồi, nó là unisex. Đúng rồi. Rất là chuộng, em thấy là rất là hot luôn anh. Đúng rồi. Thế còn cái mùi này? 33.
mùa này thì là em thấy là nữ sẽ xài được hơn. Nữ thì nó ngọt ngào quá, mùa này ngọt. Có nghĩa là lời khuyên của bạn cho các bạn nữ là mùa đông thì nên dùng cái này. Ok, mình cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thank you so much. Rồi. Và vừa rồi thì mình đã đi quay ở ngoài hồ khá mệt, thế nào ngoài vào đây xả stress tí. Đây, và thanh niên bartender Đại Nê sẽ chốt xem là mùi hương nào là mùi hương sẽ phù hợp với các bạn nữ hơn. Thành chị mùi mùi nào tay trái nhỉ? Đây, mùi này Santo. Santo bên tay trái và Baccarat 540 bên tay phải. Và theo em thì em nghĩ rằng là mùi nào sẽ hợp nữ? Em nghĩ là cả hai mùi đều hợp nữ anh ạ. Nhưng mà em thấy mùi này nó sẽ tinh tế hơn này. Đấy. Baccarat phù hợp nữ. Còn mùi này nó hơn. Nó sẽ thơm thoang thoảng hơn, thơm kiểu dịu nhẹ hơn thôi. Còn mùi này nó sẽ tinh tế hơn, kiểu mùi sai chất nhiều. To lên này. Phế quá anh ạ, không nói to được. Sai quá, không nói to được ạ. Ok, và em chọn chai đỏ đúng không? Vâng. Rồi. Rất cảm ơn. Và nếu anh em nào thích uống rượu, cocktail, các thứ thì đến đây số 3 Tống Duy Tân nhá. Vừa rồi là cảm nhận và kết quả của mọi người lựa chọn về hai mùi hương này. Nếu là bạn thì bạn sẽ lựa chọn mùi nào để tặng cho người yêu hay là sử dụng vào mùa đông sắp tới thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.